Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh youtube Gác Chuyện Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ chuyện mới được thu âm Và đang được phát sóng trên kênh Gác Chuyện à, Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập phát sóng đầu tiên của bộ chuyện ngày hôm nay trên máy bay ở khoang thư gia, Chi và Mạnh hôn nhau liên tục, khiến cho tiếp viên còn cảm thấy anh thẹn, họ xì xào. Cái này là bồ bịch cả à? Chứ còn gì nữa? Với vợ, lũ đàn ông sẽ không quấn quyết thám thiết như thế kia đâu. Mạnh lấy chiếc chân mỏng tròn lên người. Cô ta mở chiếc váy ngắn, hắn cúi xuống để hôn vùng dưới của Chi rồi khen. Em tuyệt quá. Anh này, người ta chú ý đấy. Kệ, anh không quan tâm, Hắn cho ngón tay vào vùng kín Chi ôm miệng không dám rên trên máy bay Chia tay mạnh ả à trở về nhà Vừa mở cửa đã thấy chị ngồi sẵn trong nhà Cô ta giật nảy mình Ơ chị Làm gì mà phải giật mình lên thế Em đi chơi với anh mạnh về có quà gì cho chị không Đi biển phải có quà chứ Chị đặt điện thoại trên bàn nhìn chi Cô ta run bần bật Ánh mắt của chị đã khiến cho cô ta cảm thấy run sợ Chi ấp ống Chị ơi Em vừa đi với anh ấy về Đúng như ý chị là Để cho anh ấy say mê em Vậy thì việc gì mà em phải run thế Chị đình thưởng cho em còn không hết Dạ Chị làm em sợ quá Ô hay Chỉ có mấy cái thể loại tiểu tam nó mới lo sợ Còn chị em mình cùng thuyền thì sợ cái gì nào Cho chị biết Em đã biết thêm những gì Em biết anh ta đang đầu tư khách sạn trên Sapa dự án cũng sắp hoàn thành rồi ạ anh ta còn chuẩn bị đầu tư thêm cả vào chứng khoán nữa tốt việc của em là hãy hướng anh ta đến mua cổ phiếu của công ty này cho chị em hiểu ý chứ dạ em hiểu em sẽ làm ngay ạ hắn có làm em mệt mỏi quá không có ạ à. hắn liên tục đòi quan hệ với em em đã từ chối nhưng không thể vất vả cho em rồi cố gắng chút nữa thôi rồi chuyện của chị và em sẽ hoàn thành dạ vâng Em sẽ hoàn thành việc chị giao ạ Nhập tâm quá cũng khổ đấy em ạ Em uống viên thuốc kia đi Là gì ạ Chị biết em bận nên có thể quên Mua thuốc tránh thai khẩn cấp Chị mua hộ em phòng trừ hậu quả Chị không tin em à Chị tin em Nhưng không có gì là tuyệt đối Nếu như ngày nào đó chị phát hiện em phản bội chị Thì cái kết của em sẽ vô cùng vui vẻ đấy Chị không nói gì đi ra ngoài uống viên thuốc chị nhếch lông mày chị về ạ à? nghỉ ngơi đi chị vỗ vai cô ta và đi ra khỏi nhà chi chi nắm chặt tay cô ta gồng đỏ mặt ra về tức giận chị vừa ra khỏi nhà liền nói với vũ em cần tìm một con đàn bà khác để tiếp cận mạnh cô ta có chuyện gì rồi à? đứng trước em cô ta run và không nói ra lời ánh mắt của cô ta cho em thấy cô ta không đáng để tin nữa anh hiểu rồi anh sẽ triển khai luôn Tài sản của Mạnh có rất nhiều Hắn vờ vịt bấy nhiêu lâu nay Còn có cả khách sạn nữa Em muốn nó mất tất cả Mạnh trở về nhà gọi cho Chi Nhưng cô ta không nghe máy Anh ta sốt ruột đi đi lại lại Chị đi làm về Anh ta khựng lại Em về rồi đấy à Từ khi nào mà anh đi không báo cho ai hết vậy Ờ à, anh uống rượu say quá nên Đừng có bao biển nữa Tôi sẽ cho anh một phút để thành thật À vợ, nhận được tiền anh về hộ em chưa? Tôi nhận được rồi Và anh yên tâm tôi sẽ có trả không thiếu một xu Chị bước qua mạnh liền tóm tay Em giận anh đi à? Anh lại tiếp tục phản bội tôi một lần nữa Mạnh lúc này run bần bật Chị quay lại tát bốp vào mặt Mạnh Cút đi Lời nói của chị khiến Mạnh ngớ ngàng Mạnh ngã quỵ xuống nền Tóm váy vợ Anh không có anh... Chúng ta đến đây là có duyên không phận. Tôi già tôi xấu rồi, thế nên anh mới phải đi tìm thú vui bên ngoài. Ai nói với em là như vậy? Anh càng họng chúng nó ra. Chị giơ điện thoại lên cho Mạnh xem video quay Mạnh và Chi bên bờ biển. Mạnh ấp úng. Anh... Nó là cấp dưới của tôi mà. Nó là cấp dưới của tôi đấy anh Mạnh ạ. À. Mạnh ôm chặt chân vợ. Anh xin em, Em có thể bỏ qua cho anh lần này nữa được không? Anh hứa sẽ xử sai Tôi không còn tin anh nữa rồi Anh là kẻ đốn mặt Chị tát liên tiếp vào mặt mạnh mà không tiếc tay Em đánh đi Nếu đánh anh để em ngôi giận thêm đánh chết anh đi cũng được Anh chết luôn đi Chị ra vẻ tức giận lên phòng đóng chặt cửa Mạnh ngồi suy nghĩ về đoạn video Anh ta nghĩ là chi gài nên điên máu tới tìm cô ta chi vừa mở cửa ra thì mạnh tát bốp vào mặt cô ta rồi tóm thóc lôi vào trong mày gài tao à mày gài bố mày à anh nói gì em không hiểu mày gửi video cho vợ tao kiểu video đó là tự đặt máy quay còn đàn bà nham hiểm này ai nói với anh như vậy tôi không hiểu anh nói gì cả bỏ tay ra khỏi người tôi bỏ á tao không ngờ mày là con rắn độc như vậy Tao rất yêu Nhưng một khi mày muốn hại tao Thì tao cho mày ra bã Mạnh đóng cánh cửa Đánh chi không từng tiếc Tại quán rượu Chị ngồi hút thuốc Ung dung cười nhẹ Vũ rót tiếp rượu cho chị Phương án B anh đã triển khai Giờ này chắc chúng nó đang tự cắn nhau rồi Vui phết Đó là cái giá cho việc định qua mặt em Nó tuổi gì Tại nhà chi Đánh cô ta xong mạnh còn liên tiếp dùng vũ lực để quan hệ với cô ta Hắn bắt cô ta Làm cái chuyện đó liên tục Đến nỗi cô ta nôn ói cả ra Hắn cầm thắt lưng vụt đỏ lưng của Chi Nào Mày làm giỏi lắm mà Mày đừng tưởng tao không biết làm trò Tôi sẽ kiện anh Kiện đi Tao chờ Hắn tóm ngược tóc Chi ra sau rồi hôn vào môi cô ta Thằng chó chết bỏ tao ra thích bỏ mẹ còn làm trò. Không những vậy, Mạnh còn gọi hai người bạn đến để quan hệ với Chi, để anh ta nhìn. Hắn hút thuốc. Mày nghĩ ta sẽ bỏ vợ chắc? mình ngu hơn là tao tưởng đấy. Chí ít, nó không bao giờ phải ngửa mới có tiền như mày. Người vợ đẳng cấp như vậy, làm sao mà tao có thể bỏ? Nó là mỏ vàng của tao mà. Chị ta nhờ tôi tiếp cận anh. Thôi thôi em ơi, tận hưởng đi, Bên ngoài còn vài gã chờ sẵn để sẵn sàng quan hệ với chị Mạnh đi ra ngoài vỗ vai một gã Cố gắng lên nhé Con này khỏe lắm Chưa gục được đâu Anh yên tâm ạ Mạnh hút thuốc rời đi Hắn nhích mồm Có vẻ như cuộc chiến giữa hắn và chị cũng mới chỉ bắt đầu Cơn mưa rơi xuống Cô gái tên Linh bồ cũ của Mạnh Lúc này ngồi ôm con và tự ân hận Vì đã xen vào gia đình người khác Và làm cải thứ ba Cô nhớ lại lời chị nói Chị sẽ cùng em nuôi đứa trẻ đến năm 18 tuổi Cho nó học trường quốc tế như em mong ước Không phải vì nó là con của chồng chị Mà bởi vì chị đồng cảm với em Chị biết Em quyết định dứt bỏ cái mỏ vàng là mạnh Là em cũng đã suy nghĩ rất kỹ Lời cuối cùng em chỉ muốn nói Em xin lỗi chị Em thật sự mong chị bỏ qua cho lỗi lầm em đã gây ra Lỗi của em thì chẳng ai có thể bỏ qua được Bản án cao nhất dành cho em chính là bản án lương tâm Em sẽ phải làm mẹ đơn thân Sẽ mang tiếng lực cái thứ ba Thế nhưng Nếu em biết quay đầu Chỉ mong em sớm tìm được hạnh phúc Mà em luôn mong muốn có Lời nói của chị khiến Linh bật khóc lớn Và hối hận về những gì mà chị đã làm Trở về nhà Mạnh đứng bên ngoài gõ cửa và nói vào bên trong Vợ ơi Em ngủ chưa Anh vào được không Con cái thấy chúng nó cười cho nên em mở cửa cho anh đi mà, anh nói thật đấy. Anh sai, anh nhận sai mà. Chị mở cửa ra, trên tay cầm tờ giấy ly hôn rồi ném vào mặt Mạnh. Đây là điều anh mong chờ nhất còn gì? Mạnh ôm chân vợ. Anh không bao giờ quên nghĩ bỏ em, anh nói thật đấy. Dạo này anh bị chơi ngải hay bùa gì đó rồi? Anh thật sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Anh phải làm gì để mua đi cơn giận này? Anh có khách sạn trên Sapa Về mà anh giấu tôi Tôi quá thất vọng về anh Anh sợ tôi sẽ tham tài sản của anh phải không Đâu Ai nói cho em như vậy Anh đứng ra Hộ anh chín ở cơ quan thôi Chứ có phải của anh đâu Đến lúc này mà anh vẫn còn dối trá Chia tay đi Con tôi tôi nuôi tất Đừng nghe em Con là ngập tuổi ăn tuổi lớn chúng sẽ suy nghĩ thế nào video đó con gái anh xem được thì sẽ thế nào đây anh làm chuyện đổi bại bên ngoài lại còn cao giọng dối trá vợ ơi anh xin em đấy giờ anh ở nhà anh không đi đâu cả anh ở nhà hay không ý, với tôi không còn quan trọng giữa chúng ta hết tình cảm thì chấm dứt luôn chị đóng sập cửa mạnh lúc này tức hết lên bên ngoài em biết tại sao không tại sao mà anh phải tìm thú vui bên ngoài vì em chẳng quan tâm điều gì ngoài công việc ngày lễ tết em càng bận bịu em bỏ ba bố con anh cứ lùi thua một mình em đã bao giờ hỏi chồng em có cô đơn không anh có như ngày hôm nay không phải là do anh mà là do em chính em đã biến anh thành kẻ đồi bại kẻ trụy lạc chị trong phòng tay run run châm thuốc hút Chị ôm đầu đôi mắt đỏ lên khi mạnh liên tục bên ngoài trách móc. Một đời này, chị dành hết thanh xuân và những gì tốt nhất cho chồng con. Tổn thương chị đã có quá nhiều. Mạnh rời khỏi nhà. Anh ta phóng xe như kẻ điên từ quán rượu. Anh ta gọi gái nhảy vào phòng nhảy múa hát hò. Bạn bè, anh ta khi tới đã thấy Mạnh say mềm. Này, có chuyện gì mà nhìn mày chán thế? Uống đi. Sao? Cãi nhau với vợ à? Ờ, ừ, sắp bỏ nhau đến nơi rồi Con vợ mày nó hiền đấy Chứ như con vợ tao Nó mà biết tao ngoại tình Nó xé xác tao ra luôn Chưa đấy mà còn để mày đi tiếp Chính vì nó không quan tâm đến tao Thì tao mới dễ dàng đi như vậy Nó chỉ có tiền, tiền Và ngoài tiền ra Nó chẳng bao giờ để ý đến tao làm gì vào đâu đâu Mày sai rành rành ra còn kêu ca cái gì Giờ là con trách vợ Cô gái ra rót rượu thò tay và sờ ngược Mạnh Anh ta hất tay Cút Anh hôm nay sao thế? Mạnh rút trong túi quần một tập tiền 500 Nếu anh cho em tập tiền này em sẽ làm gì? Làm bất cứ điều gì anh muốn Mạnh cười khởi nhẹ Đúng là Phân, mãi mãi là Phân Anh ta ném tiền vào mặt cô gái Cả đống gái nhảy chạy và nhặt tiền Tại nhà Chi Cô ta sau khi bị vài tên cưỡng bức Nhìn cây cú đấm tay vào kính trong nhà tắm Mạnh Tôi không bao giờ đánh nghiền đâu thằng khốn Nói xong Cô ta có điện thoại bên kia đầu dây Sao rồi Em moi được của nó tí nào chưa Vẫn có cái nhận nó tặng em bán đi Được một ít Anh trông con cho cẩn thận Được rồi Em cứ mang tiền về Anh khắc trông cho anh mấy chục anh trả nợ tiền bóng đá cá độ thua Chán quá Cúp máy đi thằng khốn Chia hết vào điện thoại Cô ta hóa ra nghĩ rằng đến với Mạnh sẽ có nhiều tiền Để có thể mang về phục vụ chồng cũ Cô ta cứ nghĩ Mạnh đã xa vào lưới tình mà không hề biết Anh ta chỉ vui đùa thoáng qua Cô ta lên kế hoạch trả thù Mạnh Mạnh xây rũ người nằm vật dưới nhà Anh ta gọi chị Vợ ơi Em không được phép bỏ anh chị đi xuống dưới vì sợ các con nghe thấy con về rồi anh có bé cái mồm lại không em đừng có dùng chiêu trò với anh nữa anh biết hết rồi đấy anh im đi anh không im mạnh tóm tay chị bỏ ra đừng có làm bẩn tay tôi anh chơi đồ đấy mỗi lần chơi xong anh lại thèm gái thằng khốn anh điên rồi đấy à vì anh chán anh chán cái cuộc sống này chán là anh tìm gái xả hả nói không biết ngượng mồm hay sao em ba năm nay rồi không hề cho anh chạm vào người em quên à tôi bị ô tôi phải kiêng chuyện đó phải rồi em chỉ nghĩ cho em còn cảm xúc của anh em lãng quên khi em muốn chúng ta gần gũi thì khi đó anh lại mất cảm xúc rồi Chị tát vào mặt mạnh thật đau Anh chết đi Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa Tôi gây tởm anh Chị rời đi Thế anh ta ngồi vừa cười vừa khóc một mình Mùa hè đã tới Chị và chồng từ giây phút đó đã chấp nhận ly thân Cả hai chưa muốn ly hôn Tránh cho việc con thi chuyển cấp bình hưởng Chị đến cơ quan thu dọn đồ đạc Cô ta bị chị kế toán trưởng mắng Mày làm gì thì làm Ai cũng được Thế mà lại đi tán tỉnh chồng của sếp Mày làm xấu hổ tao Sao chị không tin là anh ta tán tỉnh em trước Rồi sau đó chị nhờ em tiếp cận chồng chị ấy Tiếp cận Có nghĩa là mày sẵn sàng ngủ với chồng người ta được Hiểu chưa Em không hiểu Rốt cuộc em làm sai cái gì Em đâu có muốn là anh ta ép em chứ Nhật cười Thôi Chị xin Cho mày vào làm ở đây nên chị phải chịu trách nhiệm Đi đi Và đừng bao giờ quay trở lại nơi này nữa Nói xong Chị kế toán trưởng quay đi Nhân viên xì xào bàn tán về chi Giờ nói móc Đũa mốc Đòi trả mâm son Định làm đệ nhất phu nhân hay gì Chúng mày thì biết cái gì mà nói Ôi Chả biết gì mới tốt Chứ biết đi lại đi lao vào chồng người ta như ai kia Mới là đáng khinh kìa kìa Chi rời đi trong tức giận Cô ta hẹn gặp Mạnh Nhưng tin nhắn đều không có hồi âm Cô ta chờ cơ quan Mạnh Rồi chặn xe anh ta Nói chuyện đi anh Mạnh Mạnh mở kính xe Tránh đường Tôi mất việc rồi là vì anh đấy Tôi không quen cô Làm ơn đừng có làm phiền Tôi sẽ kiện anh vì tôi cưỡng hiếp tôi Vắt tay lên trán sẽ bao nhiêu tuổi rồi tôi chờ các đơn kiện của cô làm ơn sống chín chắn dùm đi còn kiếm được tiền mang về cho chồng cũ mà nuôi con mạnh cười khẩy phóng xe đi chị cười nhẹ cứ cười đi rồi ta sẽ khiến cho vợ chồng mày phải trả giá chị trong chuyến đi sài gòn công tác đang đứng thì trời đổ mưa chợt chiếc ô rơi lên đó là vũ người đàn ông luôn bên cạnh chị mỗi khi chị cần chị cứ đứng nhìn em nhìn gì đấy Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng của nâu nhìn rất láng tử. Phượng không mấy khi nhìn anh rồi anh lúc nào chẳng mặc đồ kiểu này. Vậy à? Thế thì do em sai sót quá rồi. Về tới phòng, anh lấy máy sấy ra sấy tóc cho chị. Chị mặc chiếc váy hai dây, do ngấm nước nên nhìn lộ rõ bên trong. Bầu ngực căng tròn hiển hữu ngay trước mắt. Anh ta quay đi, chỉ giữ tay. Vũ, không cần đi đâu cả, Đêm nay tôi ở đây được không? Nói xong, vũ bê sốc chị lên bàn xé tỏ chiếc bánh của chị ra. Chị, người đàn bà đã không có hơi đàn ông bao nhiêu lâu nay bắt đầu thấy khao khát. Anh ấy xuất hiện khiến cho chị thấy những băng giá cuộc đời tan đi. Chị đã sai khi cuốn vào vòng xoáy của mối tình này. Anh hôn lên môi chị, len lỏi nụ hôn qua từng làn môi, nhẹ nhàng và sâu lắng. Phường, anh đừng suy nghĩ gì cả hôm nay chúng ta hãy ở bên nhau quên hết mỏi muộn phiền những chuyện không đáng hãy quên hết đi có được không anh thật sự đã yêu em thì rất lâu rồi chị và anh hòa quyện vào nhau trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào đắm chìm mạnh ở nhà gọi cho vợ nhưng chị không nghe máy anh ta đổi sắc mặt anh ta nói với đệ cứng vậy anh không nghe hôm nay là sinh nhật của chị ấy kiểu gì chị cũng nghe máy đấy Chắc đang dỗi ảnh một chút thôi Hoa và quà em đã chuẩn bị cho anh kia rồi Từ ngày ly thân Cô đã về nhà ngoại ở hẳn Anh cũng ít khi nói chuyện Và Cũng chẳng biết phải nói từ đâu cả Đàn ông không thể tránh khỏi những lúc như vậy Anh có chơi Anh có nhận Và biết quay đầu À Thư ký mới của anh này em mới tìm cho anh rồi tên là lan học lực tốt còn kinh nghiệm thì chưa có đâu vậy sao em còn nhận ừ, bởi vì là con nhà chú em nên thôi rồi nếu mà chưa có kinh nghiệm thì có thể đào tạo lan bước vào cùng với nụ cười tỏa nắng còn mạnh lại dừng dưng trước vẻ đẹp của lan em chào anh ạ Em là thư ký mới của anh Có điều gì anh chỉ bảo cho em với nhé Ừ Lan đi ra ngoài bảo đệ cứng của Mạnh Anh Xếp chảy thật Nhìn phong độ thật đấy Này đừng có mà linh tinh Đừng có dây vào kẻo thiệt thân ấy. Anh Hâm à Em có bạn trai rồi Máy tính của Mạnh nhận được email Đoạn video anh ta ngủ với Chi tại nhà riêng Kèm theo lời chú thích Chuyển tiền cho tao thì tao sẽ xóa video gốc còn nếu không ta sẽ gửi cho vợ con mày, gửi vào hộp thư của cơ quan mày đấy." Mạnh tức giận, anh ta ngay lập tức tới tìm Chi. Cô ta mặc chiếc váy ngủ màu đỏ rồi ngồi rót dịu chờ Mạnh. "Xóa video đi ngay." "Anh ra lệnh cho tôi đấy à? Cầm tiền đến chưa?" "Mày sẽ không bao giờ nhận được một xu nào từ tao." "Căng đấy nhỉ. Anh có vẻ căng thẳng đấy." "Yên tâm đi. Tôi chỉ cần tiền." còn không được, tôi sẽ tính cách khác. Tùy mày. Mạnh quay đi và chi nói, vợ anh có quay lại với tay lái xe đấy, anh biết chưa? Đừng có mở mồm mà nhắc đến vợ tao. Thế à? Khách sạn Nico Sài Gòn. Tôi nói vậy, tùy anh hiểu. Mạnh quay đi, ngay lập tức anh ta đi thẳng tới sân bay, bay vào Sài Gòn tới khách sạn Nico, hỏi số phòng của vợ, anh ta tiến thẳng tới phòng mạnh hắn là kẻ rất ích kỷ một khi chị ngoại tình hắn nhất định sẽ kiếm cớ giày vò chị vừa bấm cửa chuông phòng chị ra mở cửa mạnh thấy chị đang mặc áo choàng ngủ liền đầy ra anh ta vào trong ngó ngang ngó dọc mở nhà vệ sinh không có ai anh làm trò gì đấy em ở đây với ai anh mong tôi cũng ngoại tình giống anh phải không anh đang hỏi em đấy còn tôi thì đang hỏi anh anh có cái quyền quái gì mà xen vào cuộc sống của tôi hiện tại tôi vẫn là chồng của cô anh làm gì có cái tư cách đấy thằng hèn đừng đánh biết chuyện em làm gì có lỗi sau lưng anh tôi có làm ấy anh cũng không thể ngăn được cứ thử xem mạnh quay đi anh ta ra hành lang mặt thầm hầm gọi cho đám xã hội đen tao cần lấy một thứ từ tay đứa tên là chi tại Xong việc sẽ gọi lại cho tao Ok anh Mạnh biết trong phòng vợ từng có đàn ông Điếu thuốc ở gà tàn không phải là loại mà chị hay hút Mạnh nắm chặt tay quay đi Chị ôm mặt, vẻ mệt mỏi và gọi cho Vũ Anh đang ở đâu đấy? Anh đang bơi trên tầng Thế em ngủ say nên anh đi bơi một chút Em dậy rồi đấy à? Mạnh vừa tới đây Ai đó đã nói cho hắn và hắn đang nghi ngờ em ai nói nhỉ bình tĩnh anh sẽ xuống luôn thế rồi chị hàng ngày quấn lấy vũ nhờ được yêu lại từ đầu họ quấn lấy nhau bất kể nơi đâu chị cảm thấy yêu đời hơn biết chọn váy chăm chút cho bản thân hơn cô con gái nhận ra sự khác biệt của mẹ mẹ đang yêu đấy à con nói gì thế mẹ con nhìn thấy điều đó trong mắt mẹ con năm nay vào đại học rồi không còn là trẻ con nữa Mẹ không thể quay về với bố được à Bố và mẹ đã bàn Sau khi con thi xong sẽ ra tòa Chuyện của bố mẹ Không thể cứu vãn được đâu Bố mẹ không thể cứu vãn được Vậy còn con Con và thằng Trung sẽ ra sao Bố mẹ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bố mẹ Còn chúng con thì bố mẹ mặc kệ à Kìa con Có những chuyện sau này lớn con mới hiểu Con không cần biết Con mặc kệ Nếu bố mẹ chia tay Con sẽ không về nhà nữa Kể châm, châm Chị buồn bã khi con ra khỏi nhà Tới quán rượu chị uống say mềm Vẻ chán nản Vũ giật chai rượu trên tay chị Thôi đi Em uống đủ rồi đấy à, Con em nó nói như vậy đấy anh ạ Em phải làm thế nào Sống tiếp với mạnh làm sao được Chỉ có bỏ nhau thôi Em cũng đã cố rồi còn Còn hắn thì Vẫn cứ chứng nào thật đấy thôi Mạnh ngồi làm việc trong phòng Cô thư ký mặc chiếc áo sơ mi cúi xuống Cúc áo gài hời hợt Cô ta cúi xuống đầy vẻ khiêu gợi Khi mặc chiếc áo lót mỏng xính úp lên bầu ngực tròn mẩy Em mời anh ừ, Cảm ơn em Anh tối nay có bẩn không ạ? Có chuyện gì? Tối nay em có hai vé xem hòa nhạc Đi một mình cũng chán Em muốn rủ anh đi xem cùng anh không thích xem hòa nhạc lắm Em rủ bạn trai xem Em chưa có bạn trai Anh thích những chỗ vui vẻ hơn Em có muốn đi cùng không? Là đâu à? Mạnh cười nhếch miệng Hôm đó chị say mềm người vào ngủ là nhà Vũ Chị ôm Vũ và khóc Mai em sẽ ly hôn Càng sớm càng tốt Sẽ giải thoát cho cả hai Em đừng có lo nghĩ gì cả Tại quán nhậu mạnh đi cùng lan tới gặp bạn bè anh ta họ chúc cho lan say mềm lan vào toilet nôn cả ra anh mạnh có khi em xin phép về để anh đưa em về mạnh đứng lên nháy mắt mấy đứa bạn đưa lan về anh ta thấy lan cứ đổ ngả đổ nghiêng vào người anh ta em không về nhà lúc này được bố mẹ mắng em chết vậy anh đưa em vào khách sạn ngủ tạm nhé dạ vâng mạnh cười nhẹ đưa lan vào khách sạn hắn vừa đưa lan vào cô ta kéo áo mạnh rồi cởi cúc áo anh ta hôn từ cổ xuống dưới bụng em muốn gần gũi với anh à vâng được không ạ à? được anh rất sẵn lòng mạnh vật cô ta ra cô ta vùng dậy lao vào hôn cậu nhỏ của mạnh tay mạnh vỗ vào ngực cô ta rồi kêu lớn Mạnh mẽ lên cô em Hắn cười đầy vẻ đắc ý Ngay ngày hôm sau Vũ vừa ra cổng thì gặp Mạnh Quan hệ với vợ tao chắc mày vui lắm nhỉ Còn mày thì đi với tỷ con Cũng không xứng với cô ấy Mạnh lao vào đấm Vũ Cả hai đấm nhau Chị từ trên nhà Vũ đi xuống hét lên Thôi đi Cả hai thôi ngay Đến lúc chị với Mạnh ngồi nói chuyện riêng với nhau Ly hôn đi mạnh cười khẩy anh không ly hôn đấy tôi sẽ ly hôn đôn phương sai lầm của tôi là không kết thúc sớm chuyện này nếu anh không đồng ý thì sao tôi có đủ bằng chứng anh ngoại tình và có con, con riêng anh cũng có đủ bằng chứng em ngoại tình hiểu chưa vậy thì không ra tòa em có năng nợ anh mười tỷ đấy đừng có quên số tiền đó là vốn của tôi đừng nói hai lời Vay là vay Nếu em trả cho anh 10 tỷ Anh đồng ý chia tay Còn không Thì sẽ không cần ra tòa Em được nuôi tất Chỉ cần em trả lại tiền cho anh thôi Tôi tưởng anh cần con Cần chứ Em không nuôi thì anh nuôi Anh đừng nghĩ cho em đấy Ok tôi sẽ chuyển cho anh không thiếu một xu Anh ký vào đây Mạnh ký xoẹt vào giấy Họ gọi luật sư làm ngay trong chiều kê biên tài sản của ai thì họ giữ nguyên của người đó không kê vào trong cả hai đã tránh được việc chia đôi tài sản căn nhà sẽ bán chia đôi ok được chỉ lúc này ra ngoài lên xe ôm lễ vũ em đã được tự do chúc mừng em tiền vào nên xử nhanh mai được thôi chúng ta sẽ đi du lịch sinh với nhau nhé ừ, anh vui quá chỉ chuyển tiền trả mạnh ngay sau đó anh ta kèm lời nhắn khi nào buồn lại về với anh nhé Chị xóa tên anh ta ra khỏi danh bạ Các con chị về đi chơi với Mạnh Nên chị được rảnh ra Chị hồi hộp chuyến đi chơi đầu tiên với người yêu Ra sân bay chị ngồi chờ vũ mãi Gọi điện không nghe máy Chị lo sốt ruột nên cứ ngồi chờ quá cả giờ bay Chị tới nhà Vũ thì thấy báo căn nhà đã được trả Lúc này chị nhận được tin nhắn từ Vũ qua Zalo Anh xin lỗi em rất nhiều Cảm ơn em đã đưa cho anh tiền để đầu tư anh biết em dành tình cảm cho anh là thật Nhưng anh không có tình cảm với em Anh thật ra là bạn của Mạnh từ thời đại học Mới đầu đến xin việc Vì Mạnh nói em cần lái xe Sau này Mạnh nhớ anh trông em Và anh xin lỗi em Khi đã để em yêu và đặt niềm tin vào anh Hãy quên anh đi Anh có vợ con rồi Chúc em hạnh phúc Chị bật cười trong nước mắt Hóa ra là Mạnh lừa chị trong vòng luẩn quẩn Giờ chị lại trở thành kẻ cô đơn Chị đã ly hôn Người yêu cũng là kẻ dối trá Vì hắn chấp nhận trả lại mạnh 10 tỷ Để được ly hôn nhanh chóng Tất cả chỉ là lừa dối Và hóa ra Chị đến với Vũ Vô tình cũng là một trà xanh Chị ôm điện thoại Ngồi trước cửa nhà Vũ Khóc nghẹn như là ai oán quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe hết bộ truyện ngắn có tựa đề trà xanh của tác giả thống thị phương anh và ngày mai thì hồng nhung sẽ hứa hẹn gửi đến cho quý vị một cái bộ truyện rất là mới mà chúng tôi vừa mới có được tác quyền của nó trên kênh. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.